Vì vậy Đức Phật dạy thiền, pháp thiền thanh tịnh là yên trong lòng. Dù cho sông núi hoại không, hư không có hoại, tánh không hề gì. Thiền thanh Đức Phật có ghi, chỉ cần thanh tịnh không chi bận lòng. Hôm nay ta chỉ cho ông, tất cả vật lý lìa xong cho rồi. Nghe lời Phật dạy nên thôi, luân hồi nhiều kiếp là rồi với ông. Nếu thực hiện được với lòng, chính là chân thật ở trong trần này. Chân của vị Quỳnh Long ở Hà Nội hỏi như sau: người tu theo thiền tông khi ốm đau, bệnh tật mà không phải do bệnh vật lý, không chủ trương mời bác sĩ hay đi bệnh viện chữa bệnh, mà họ an nhiên tự tại sống theo mệnh của họ. Mà mệnh còn thì vui sống, mệnh hết thì an nhiên đi, không sợ sệt, như vậy thì có được hay không? Vậy tốt, phá vật lý tốt. Nếu gan mới đau đau kệ cho mày đau luôn đi. Còn nếu mà mình có chút xíu la chạy vô nhà thương kêu xe ambulance nó hú còi thôi. Dám không dám tu thì tông là vậy mới là từ gan đó, thấy không? Bởi vì mà mình muốn về Phật giới mà ở đây kệ, ở đó kêu cứu thương cứu chi. Rồi vậy tốt, cái đoạn đó tốt. Còn ý gì nữa không? Rồi hỏi tiếp. Khi muốn về Phật giới thì phải có quyết tâm mãnh liệt, tạo được nhiều công đức trong sáng và biết gõ công thức để về. Thì đúng đúng rồi, về Phật giới thì căn bản phải ba phần. Một, phải ham muốn về. Hai là công đức thật nhiều. Ba, phải biết công thức đi, chứ đừng đi ra, mới vừa ra khỏi cửa có người vũ đi theo chết luôn á. Rồi hỏi tiếp đi. Ngoài ba phần đó thì mình có cần phải tập cho thân tâm được thanh tịnh rỗng lặng hằng tri hay không ạ? Không có thanh tịnh rỗng lặng hằng tri, tới đó đừng tưởng, chứ không phải thanh lịnh rỗng hằng trần tri. Về Phật giới mới sử dụng cái này. Ở đây tới đây đừng tưởng gì hết. Thanh tịnh là tới đây gọi là thanh tưởng, chứ không có rỗng lặng hằng tri. Nếu rỗng lặng hằng tri thì nó lạc vào cái thế giới bị dụ rồi đó. Tới đây ai nói gì không màng tới là đúng. Nhưng mà cái thanh tịnh mà đi theo cái hướng qua tiêu dẫn mình đi, chứ đừng có nói tôi thanh tịnh tôi đi rồi chết à. Mình thanh tịnh có nghĩa là mình đã đưa vào cái ngã rồi đó, thì không thể được, thấy không? Bởi vì trong tu thiền tông này là không nói mình tu nữa, mà nói mình tu là mình kẹt. Nói tôi tu là tôi bị chấp ngã rồi thì làm sao được. Phải chú ý cái phần này. Bởi vì người ta mới đọc sách sơ, người ta nói không tu, cái bắt đầu nói ông không tu mà sao sẽ làm này là việc không hiểu. Đó, mình phải hiểu cho rõ ràng. Bởi vì cái thiền tông bây giờ nó bắt đầu đi vào cái chu kỳ. Người ta nói trắng ra, nói trắng ra những cái gì mà Đức Phật muốn nói mấy ngàn năm về trước mà ổng không nói được. Vì sao không nói được? Vì cái thời kỳ đó người ta không tiếp nhận nổi. Cái đầu của thời kỳ đồ đồng không tiếp nhận nổi cái thiền tông này. Vì thế mà Đức Phật không dạy chứ không gì rồi á. Mà đến cái thời kỳ điện tử rồi cũng không được nữa. Tiền điện tử là không có xài, mà phải tới rồi. Tới cái đời mà sau cùng, chuẩn bị cái trái đất đi vào chu kỳ sau cùng của nó thì mới được cho công bố ra. Bởi cái thiền tông này nó dữ lắm chứ không phải đơn không? Mình thấy nó đơn giản vậy đó. Bây giờ mình tính thì bất cứ ai hiểu cái này mà vô thấy người ta làm bất cứ gì mình đưa vô một cái, ta chịu không nổi, ta chửi mình liền đó. Này, tao đang lạy Phật chứ không lạy Phật tao đập mày chết. tao đang cúng mà không cúng tao dí mà tao đập mày chết. Nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Giờ hỏi tiếp đi. Các vị tổ ngày xưa khi tu học thiền tông, có vị thì phải mất 6 năm, có vị 16 năm, có vị thì còn lâu hơn nữa thì mới kiến tánh và lưu xuất kệ ra được. Hôm nay thiền tông đã công bố ra rồi thì các Phật tử chúng con có cần phải mất thời gian dài như vậy nữa hay không?
Lục từ từ, nó vàng quá không có nghe cái tiếng rõ. À, khi xưa các vị tổ khi học pháp môn thiền tông có vị phải mất 6 năm, 16 năm, còn có nhiều vị còn lâu hơn nữa thì mới kiến tánh và lưu sức kệ ra được. Hiện nay huyền ký đã được công bố, Phật tử chúng con thì mất thời gian bao lâu nữa thì mới kiến tánh? Đúng, ngày xưa đó, cái trình độ dù muốn mấy ông tổ dù có giỏi cỡ nào, cái trình độ cũng còn kém lắm. Ông hiểu cái kiến tánh nhưng mà ông không giải thích về khoa học được. Các tổ á, hiểu kiến tánh nhưng mà không giải thích về khoa học. Giống như mình biết nhưng mà mình không có cái phương tiện. Vì thế mà các tổ cũng không nói này. Mà nếu ông có nói thì người ta nói ông là nó tầm bậy. Nghe không? Vì thế mà cái thiền tông này nó ra đời, nó kèm theo chứng minh khoa học thì người ta mới tin. Chứ còn không kèm chứng minh khoa học là người ta chê hoàn toàn hết. Mà nên nhớ một điều, dù có kèm cái gì kèm, nhưng mà một người tu người ta kiến chấp thì chắc chắn người ta không đồng ý. Vì cái người kiến chấp đọc sách không khi nào họ chú ý tới quyển cái chữ. Người kiến chấp đọc sách nhưng mà cái kiến chấp họ ra họ nó che cái chữ đi, thành ra họ không có biết. Đọc xong hỏi quyển sách nói gì không biết. Có nghĩa là đọc không chú ý, đọc cho có đọc thôi, chứ còn thu nhận không hoàn toàn không thu được. Bởi vì cái đầu cái thiền tông này ta bảo là đọc chữ phải đọc từ chữ từ lời, chứ không phải mà đọc ào ào không được. Tới đọc cái nào mà không hiểu thì phải dừng lại tìm hiểu tại sao cái chữ này là ý nghĩa gì, thì người đó mới tu thiền tông được. Còn nếu mà không nghiên cứu cho kỹ thì đọc cho vui thôi chứ không nghe. Có nghĩa đọc hỏi hết quyển sách hỏi gì, chỉ hỏi một phần nhỏ họ cũng không trả lời được. Nó khó là khó ở chỗ đó. Vì thế mà mấy người kiến chấp á, đọc sách nhưng mà cái kiến chấp đưa lại cho cái người viết sách, thành ra hoàn toàn không hiểu được cái trong này. Rồi con hỏi tiếp đi. Bố mẹ con theo pháp môn thiền tông có di nguyện là sau khi chết thì hỏa táng rồi gửi cho cốt vào chùa thiền tông Tân Diệu, ở nhà không phải thắp nhang cúng vào ngày giỗ, mà thỉnh thoảng có thời gian thì vào chùa thiền tông Tân Diệu viếng thăm, thì như vậy có đúng hay không ạ? Bây giờ để vô cái chùa thiền tông Tân Diệu đúng, nhưng mà cái ngày cúng như gì, thắp nhang cúng ai? Có nghĩa là nên nhớ rằng khi đã tu thiền tông để rồi thì cái ngày mà cái kỷ niệm ngày mất á, là kỷ niệm mời con anh em bà con lại, rồi ngày này ba mẹ tôi chết gì đó, đã là kỷ niệm thôi, hoàn toàn không có cúng. Hoàn toàn không cúng, đã giải thoát rồi, không còn làm hình thức của thế giới vật lý nữa. Nhớ là xong rồi không hoàn toàn cúng. Mà cái ngày đó được quyền làm kỷ niệm, mời tới, năm nay là năm thứ mấy, nói gì cho biết thôi. Mà mình mời mình phải lựa nha. Cái người mà vật lý đừng có mời, mà mời thà là ít đi, 5-3 người biết thôi, người nào hiểu mới mời, còn không mấy hiểu thôi. Chứ còn mời mấy cái ông mà vật lý vô, ông ăn mà ông còn chửi đó, ông ăn ông còn chửi mình đó, thì thôi. Đã ông bao ông ăn mà ông còn chửi, mà chửi thì mình không ăn thua gì, nhưng mà đều ông mang cái nghiệp. Mang cái nghiệp này, mang cái nghiệp chửi thiền tông, thì nên nhớ là nó quay một cái hàng tỷ năm mới trở lại làm người được, chứ không phải nhỏ đâu. Mà bây giờ mình nói ra thì cũng không được, bởi vì người ta kiến chấp mà do mình mời mà không lựa người. Người ta chuyên môn cúng tụng mà mình mời người ta đi ăn cái đám giỗ mà gọi là không cúng thì sao? Thì đương nhiên người ta phải có cái ý rồi. Tại nó tự nhiên, thế giới này nó tự nhiên như vậy, rồi mình phải cố gắng, thà làm nhỏ thôi, anh em trong nhà thôi. Còn người nào hiểu thì mời, không hiểu thôi, chứ đừng có làm gì. Thế giới vật lý là người ta tới đó rồi phải kêu thầy
cúng nữa. Trời đã chết mấy chục năm rồi còn lại kêu lại cúng nữa, cúng cái gì? Nó mình phải hiểu cái thiền tông, hiểu cho thật cặn kẽ mới được. Còn hiểu lơ mơ mình vô rồi đó là mình kẹt rồi. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi kế tiếp là: thưa bác, một người xin cấp bí mật thiền tông để được truyền thiền thì phải đạt được 4 phần như sau. 1. Phải có bài kệ trên 12 câu nói lên sự giác ngộ thiền. 2. Bài kiến giải nói lên sự ngộ thiền của chính mình. 3. Trả lời được 26 câu hỏi quy định, đạt trên 60%. Thứ 4 là phải vấn đáp đạt. Như vậy cho con hỏi, nếu lần đầu tiên kiểm thiền vấn đáp không đạt thì thời gian bao lâu mới kiểm lại? Cái này là tùy theo cái ban kiểm thiền. Thí dụ cái ban kiểm thiền bây giờ nó đang có 10 người, mình không được thì nó quay trả lại, nó đê là sau lưng á, thấy không? Mà cái ban kiểm thiền giờ đang phụ trách 100 người thì con phải đợi tới con cổ gõ nghe là không đạt, phải quay sắp hàng trở lại, thấy không? Giống như hồi đó gì đó, ta sắp hàng, ta kêu con không có tên thì ta bỏ đi, thì bắt đầu con phải sắp hàng lại. Thì cái này không nói cái thời gian được, mà thời gian có thể hiện giờ theo tôi biết á, có thể gần nhất là 6 tháng mới được mời trở lại, hoặc là có gửi hồ sơ tới thì cũng phải 6 tháng sau ít nhất, còn nếu lâu thì cũng phải cả 2 năm trời. Vì hiện giờ thiền tông người ta đã hiểu, người ta tu rất đông, vì thế mà cố gắng tất cả những người mà dự thi thiền tông này cố gắng làm cho nó chuẩn xác, chắc ăn thì mới nộp, còn không chắc ăn đừng có làm qua loa. Vì cái người mà ta kiểm thiền đó, ta kiểm ở trong mấy cái quyển sách, mà đặc biệt là ta kiểm trong cái quyển số 9 và cái quyển số 10. Hai cái quyển này cố gắng đọc cho kỹ. Nếu mà trường hợp mà không đạt thì không, đừng có năn nỉ mất công lắm. Năn nỉ sao? Năn nỉ đây đâu phải là cái chỗ ăn hối lộ đâu mà năn nỉ. Không được thì ta dẹp rồi mình ta báo cho mình biết là không được, thôi làm lợi phải nạp lợi, sắp hàng lợi. Thì sớm nhất cũng 6 tháng, mà trễ nhất cũng phải 1 năm, 1 năm mấy á. Nhớ một điều là không đạt đừng năn nỉ. Thiền tông không có vụ năn nỉ. Thiền tông dứt khoát như cái máy. Không được thì nó quay một vòng nữa. Yeah, muốn dự thi cứ đúng một vòng, mà tùy theo cái người dự thi nhiều ít. Ví dụ 100 người thì mình sẽ sắp hàng 101, yeah, mà ta 200 thì cũng vậy. Thì cái này là không trả lời dứt khoát tới thời gian, mà tôi nói hiện giờ ít nhất phải 6 tháng sau hoặc 1 năm sau. Rồi con hỏi tiếp đi.